Bài viết không để giá vàng nóng lạnh bất thường, phản ánh tình trạng những ngày cuối năm 2023, giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới, sau đó lại tụt dốc thảm hại. Đây không phải là hiện tượng lần đầu xuất hiện. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng giá vàng tăng, giảm sốc bởi sức cầu tăng, thế nhưng nguồn cung vàng SGC hạn chế. Thời gian qua, vàng miến SGC không có nguồn cung. Nếu người dân bán ra không nhiều, nguồn cung hạn chế, chỉ cần sức cầu tăng nhẹ thì giá vàng sẽ bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khiến giá vàng biến động, đó chính là tâm lý đám đông trên thị trường. Khi thấy một người mua thì những người khác cũng mua vào. Tâm lý này lan truyền và đồng thời sinh ra kỳ vọng là vàng sẽ tiếp tục tăng giá. Điều này ảnh hưởng rất lớn và gây ra tác động đột biến trên thị trường vàng như hiện nay. Dù không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng, song giá vàng miếng trong nước vẫn bị doanh nghiệp vàng đẩy lên cao một cách vô lý so với giá thế giới. Trên báo Nhân dân có bài viết Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng. Thực tế chứng minh sự tham gia của cộng đồng trên cơ sở chia sẻ lợi ích với các bên liên quan trong phát triển du lịch không chỉ giúp duy trì những đóng góp lâu dài về kinh tế mà còn đảm bảo sự hỗ trợ và giám sát cần thiết đối với hoạt động du lịch. Do đó, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch cũng chính là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy du lịch bền vững. Cũng liên quan đến phát triển du lịch trên báo Đại đoàn kết số ra hôm nay có bài viết Hối hả du lịch đêm. Đề án phát triển kinh tế đêm ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2020 là bước đi đầu tiên trên lộ trình phát triển kinh tế đêm ở Việt Nam. Tới nay, khái niệm kinh tế đêm mà trọng tâm là du lịch đêm đã được nhiều địa phương triển khai, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với thành công thì mô hình du lịch đêm cũng đặt ra khá nhiều vấn đề, nhất là việc phát triển tour đêm cần lựa chọn tránh tình trạng bắt nháo hoạt động du lịch trong kinh tế đêm cần phải được xem là một mô hình kinh tế mới, vì thế nó rất cần có sự bài bản, chứ không phải là chạy theo phong trào. Bài viết bắt buộc xuất hóa đơn từng lần cho bán lẻ xăng dầu, nơi thực hiện, nơi không trên báo lao động số ra hôm nay phản ánh tình trạng dù theo quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải in hóa đơn đối với mọi giao dịch bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, ghi nhận của lao động tại nhiều cây xăng ở Hà Nội cho thấy, tình trạng nơi xuất hóa đơn điện tử nơi không vẫn cứ diễn ra. Việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng được quy định rõ tại Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, hai năm qua, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn chậm trễ trong việc xuất hóa đơn điện tử. Nhiều doanh nghiệp than rằng yêu cầu phải xuất hóa đơn xăng dầu 100% sau mỗi lần bán là điều khó có thể thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Bởi thói quen tiêu dùng xăng dầu hiện nay là thanh toán bằng tiền mặt với số lượng khách hàng rất lớn. Còn theo bài viết tiêm vaccine xong mũi 1 lại lo thiếu mũi 2 trên báo tuổi trẻ. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm bù vaccine 5 trong 1 cho trẻ em sau thời gian loại vaccine này vắng bóng trong chương trình tiêm chủng mở rộng vắc xin về đến trạm người dân vừa mừng vừa lo. Với 8.100 liều vắc xin 501, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức tiêm chủng cho đến hết tuần này. Sau ngày mùng 6 tháng 1, việc tiêm vắc xin 501 cho trẻ trên địa bàn thành phố phụ thuộc vào việc có được Bộ Y tế phân bổ vắc thêm hay không. Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng vắc này rất ít, do đó thành phố phải có phương án ưu tiên đầu tiên là cho những trẻ chưa được tiêm vắc Tuy nhiên, đối với vaccine 5 trong 1 là trẻ cần tiêm đủ 3 mũi, do đó sau khi phủ vaccine cho trẻ chưa được tiêm thì kế tới sẽ tiêm đủ mũi 2, mũi 3. Thói quen mua sắm online hay còn gọi là mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, không gian mạng rộng lớn gây khó khăn cho việc kiểm tra kiểm soát chất lượng cũng như truy thu thuế của cơ quan chức năng. Theo bài viết Hàng trên mạng, chất lượng trên mây, trên báo Tiền Phong, Nguyên nhân một phần do các chủ sàn thương mại điện tử vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin các tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn. Bên cạnh đó, việc chuyển hóa các thông tin ảo của cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội thành thông tin thật như căn cước công dân, điện thoại, đơn vị giao nhận lại chưa hoặc không cung cấp xác định được tên, mã số thuế của tổ chức cá nhân bán hàng để quản lý thuế. Đây là những thách thức với ngành thuế trong việc truy thu thuế kinh doanh online.